Ok, rồi xin chào bạn. Thì như là cái tựa đề của video ha, thì trong clip này mình sẽ trên tay nhanh cho bạn xem về một cái mẫu điện thoại phổ thông gọi là cái giá tầm dưới khoảng 3 triệu mới của Realme, đó là cái chiếc Realme C11. Thì đây mình đang có hai cái màu, đó là màu xám và màu xanh. Thì bạn nào thích màu nào thì bạn có thể comment bên dưới video ha. Rồi thì mình sẽ nói sơ về cái hộp trước. Đây là cái hộp của chiếc máy Realme C11. Thì Realme sẽ có một phiên bản duy nhất thôi bán ở Việt Nam, thì nó sẽ có pin là 5000 mAh bây giờ nè ha. Mình của nó sẽ là 6.5 inch. Và nó sẽ có một cái camera sau á là 13 chấm, cũng như là dùng con chip là Helio G35. Và đây là cái thông số của nó, thì nó sẽ có là RAM 2GB và bộ nhớ trong nó sẽ là 32GB. Rồi giờ mình sẽ khui xem thử coi là phụ kiện bên trong nó sẽ gồm cái gì. Đấy, thì mình nghe bảo là cái chiếc Realme C11 này á sẽ được bán với giá khoảng là dưới 3 triệu. Còn chính xác thì Realme vẫn chưa công bố ha. Rồi ok. Mở ra. Đó. Thì mình sẽ có một số những cái hướng dẫn nè, có dọc SIM, rồi mình sẽ có một cái củ sạc. Thì mình xem coi củ sạc này bao nhiêu watt đây. Thì cái củ sạc nó sẽ có cái nguồn điện ra là 5V 2A. À đây là cục sạc thường các bạn. Đó. Và một cái sợi cáp. Và nó dùng sợi cáp sạc đó là chuẩn Mono USB. Thì đó những cái phụ kiện cơ bản. Rồi mình để sang một bên. Thì quay trở lại về cái chiếc Realme C11 ha. Đây là hai chiếc máy. Thì cái phần vỏ bên ngoài á, thì nó sẽ là chất liệu nhựa, nhưng mà được Realme hoàn thiện theo dạng sần, các bạn sờ mình rất là sướng tay. Đó. Cũng như là sẽ có một cái dòng chữ là Realme được in trên một cái đường thẳng như thế này, nhìn rất là đẹp mắt và cực kỳ nổi bật luôn. Và nó sẽ có thêm là một cái cụm camera phía sau với hai cái ống kính đó, và có thêm dòng chữ là AI camera nè, và cũng đẹp flash. Thì mình thấy là với một cái điện thoại mà khoảng tầm dưới 3 triệu mà có một cái thiết kế đẹp và bắt mắt như này thì đây cũng điểm cộng nữa cho cái chiếc Realme C11. Còn đây là cái phần cạnh phải thì mình sẽ có là hai nút tăng giảm lượng, có là nút nguồn và được bố trí thuận tay và dễ bấm ha. Còn cái phần cạnh trái này thì nó sẽ có duy nhất là một cái khe để bạn cắm SIM như là thẻ nhớ. Còn lên phần cạnh dưới thì mình sẽ có là một cái jack 3.5 nè, mic nè, cổng sạc và cũng như là cái phần loa ngoài. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về cái phần màn hình. Đây, màn hình nè. Đó, đây là màn hình của chiếc Realme C11. Đó, cho mình coi độ sáng cao nhất luôn ha. Đây, mình đã chỉnh độ sáng mức cao nhất rồi. Thì với cái điều kiện ở ngoài trời như thế này á, thì mình thấy là độ sáng của cái chiếc Realme C11 á, thì ở mức gọi là khá thôi, chứ vẫn chưa thực sự gọi là sáng lắm như thế này. Và nó vẫn sẽ có một cái thiết kế gọi là giọt nước các bạn. Đó, mình sẽ có một cái camera trước ở đây. Rồi mình thiết kế viền xung quanh á, thì nó cũng gọi là ở mức khá là mỏng. Đấy, bên dưới thì nó hơi dài chút xíu. Thì cái chiếc Realme C11 này á, thì nó sẽ có được là một cái thước màn hình đó là 6.5 inch, và độ phân giải của nó sẽ là 720x1600, và cái tỷ lệ của nó sẽ là 20:9 ha. Thì mình thấy là khi mà trải nghiệm nhanh á, thì cái chất lượng hiển thị của chiếc Realme C11 này á, thì nó cũng khá là tốt, chứ nó không đến nỗi là mình gọi là nhìn thấy những cái điểm mảnh trên cái chiếc màn hình này. Còn về cái phần camera thì cái chiếc Realme C11 này thì nó sẽ có một cái cụm camera sau với hai cái ống kính, một cái ống kính chính nó sẽ là 13 chấm và ống kính thứ hai nó sẽ là 2 chấm để chụp chân dung sát phong. Còn cái ống phía trước thì nó sẽ là 5 chấm để chụp selfie. Thì mình sẽ mở thử cái camera bạn coi ha. Đây là cái giao diện camera. Đây mình sẽ cho mình coi thử ha. Đó, như thế này. Mình sẽ thử chụp đi ha. Chụp thử nha. Đó, thì mình thấy là cái tốc độ chụp và nét cũng rất là nhanh. Đó. Đây. Thì cái con này thì nó còn có một cái chế độ đó là chụp chuyên nghiệp. Đây, cái dòng Pro nè, thì cho phép bạn thể mình chụp phơi sáng nữa, như là ở đây mình chỉnh ISO 100 là thấp nhất ha, hay là cái tốc độ màn chụp cũng như là phơi sáng là tới là 16 giây. Đó, một cái chiếc máy mà dưới 3 triệu mà có thể chụp phơi sáng là cũng khá là ngon lành rồi. Còn đây là cái phần cam trước, mình sẽ cho bạn coi phần cam trước ha. Đây là cam trước của nó. Đó, như thế này. Đây, cam trước đây. Rồi, thì khi nào mà mình giữ được cái máy lâu hơn thì mình sẽ có những cái bài test về camera để cho bạn xem sau. Cuối cùng đó là về phần cấu hình, thì cái chiếc Realme C11 này nó sẽ có được trang bị là con chip Helio G35 ha, và RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB. Thì mình thấy là cái máy này thì nó kiểu quan trọng của nó nhiều nhất đó chính là về cái phần pin. Thì pin của nó là tới là 5000, cho nên là nó giúp bạn có thể có được một cái trải nghiệm nó sẽ lâu hơn trong suốt một ngày với những cái tác vụ hỗn hợp bình thường. Như là mình thấy là cái máy này nó cũng không có quá dày ha, cầm cũng rất là đầm tay và cũng rất là thoải mái. Đấy. Còn về hiệu năng thì mình cũng sẽ có một cái video riêng để cho bạn xem kỹ hơn. Còn video này chủ yếu là mình trên tay nhanh cho bạn xem về cái chiếc Realme C11 để được bán ở Việt Nam nó sẽ trông như thế nào mà thôi. Đây mình cho bạn coi một lần nữa ha. Đó, đây là hai cái màu đen và màu xanh. Ok, thì cái mình đó thì mình thấy là cái màu xanh thì nó sẽ ấn tượng hơn, nó sẽ phù hợp cho những bạn nữ hơn. Còn màu đen thì dành cho những bạn mà nam, nam tính ha. Và mình nhắc lại chút xíu luôn là cái màn hình này thì nó sử dụng cái tấm nền đó là IPS, cũng như là được bảo vệ bằng một cái kính cường lực Dual Glass 3. Đấy. Bạn coi ha, không sao nè. Rồi ok, thì bạn nào có kiến gì về chiếc Realme C11 thì bạn có thể comment bên dưới video. Rồi, chào các bạn.